Xin chào bà con, cô bác, anh chị Xin chào ngày 15 tháng 7 âm lịch năm 2024 Đấy, Người ta thì chuẩn bị cô to, cô bé để người ta ăn rằm Còn nhà em thì lại xuất cây giống cho khách hàng Sớm ngày 15 tháng 7 âm lịch nhé bà con, cô bác, anh chị Tôi cố nốt xe này xong rồi về thì chúng em mới tính đến ăn rằm tháng 7 nhé Vất vả lắm bà con, cô bác ạ ngày nào cũng như ngày nào nếu bà con cô bác có nhu cầu thì chúng em cũng sẵn sàng phục vụ. Đó. Và đây là cây của chúng em đã đến nơi an toàn, đã đến vùng đất mới và đang xuống cây. À, các bác ấy lại phải tăng bo một chuyến nữa để đi đến chân công trình chứ còn là uh, xe của chúng em to không vào được đến nơi đến đây để kiểm đếm xong rồi là chuyển sang xe khác ạ bà con cô bác anh chị ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0349015091 để được tư vấn và mua giống cây tại vườn loại mai thái mai vàng hàng chất lượng cao đó bà con cô bác xe của em to quá không đi được và đến nơi tận nơi thì là nhà chủ phải cho xe khác đến để tăng bo chuyến nữa. Đấy, em mong bà con cô bác anh chị hãy uh, liên hệ trực tiếp và mình chọn làm sao cho cây giống giống gì nó phù hợp với thổ những đất của mình. Đấy, đây là mai thái của em ạ. Còn uh, lô ở dưới đất thì là mai vàng. Đấy. Uh, khách này uh, nhẹ nhàng cũng lấy 450 bầu thì trong đó là có 200 bầu mai vàng và 250 bầu mai thái Vì vùng đất mới trồng vào giữa hôm rằm tháng 7 15 tháng 7 âm lịch nha bà con có ba anh chị và nhân đây em cũng xin chúc bà con có ba anh chị nhiều sức khỏe và ăn rằm vui vẻ đầm ấm bên gia đình nha hết xe này thì em cũng xin nghỉ để về để làm rằm và ăn dằm với gia đình Ôi, vất vả một tí nhưng mà phục vụ bà con có ba anh chị đến nơi đến chốn cuối cùng em xin chào ạ